Làm cái gì mà ngồi cười tủm tỉm một mình vậy? Em đang tưởng tượng em được làm diễn viên. Trời. Nè, tại sao bỏ học giữa chừng lên đây? Thì em nói với chị hai rồi, em học đâu có vô đâu. Em lên đây em thi vô trường sân khấu điện ảnh. Cái gì? Cô mà làm diễn viên ha, là cả cái thế giới thì nó làm diễn viên hết luôn á. Sao chị hai cứ coi thường em hoài vậy? Em sẽ làm diễn viên cho chị hai coi, em sẽ nổi tiếng luôn. Trời ơi, tôi nói không là không nha. Ở đó mà ôm mộng làm diễn viên, thi rớt một cái á, là cuốn gói về quê liền cho tôi. Ở trên này không ai nuôi nổi đâu. Ủa? Tám, con chào Tám. Chào cô bác sĩ xinh đẹp lòng cô Tám. Tám đi đâu về mà đẹp quá vậy? Tám đi làm đẹp đó con. Tám, con nói nè, Tám đẹp rồi, Tám khỏi phải đi làm đẹp nữa. Muốn đẹp nữa con. Ủa bữa nay con không có đi làm hả? Dạ không, bữa nay con được về sớm. Vậy hả? Dạ. Dễ thương quá à. Ủa? Con quên giới thiệu với Tám, đây là em gái của con. Chào cô Tám. Chào cô Tám. Trời em gái của con dạ, hả? Ở dưới quê mới lên. Trời ở dưới quê mới lên hả? Dạ. Ở dưới quê mới lên con, ở dưới quê mới lên. Nhìn ở dưới mới lên cô, biệt dưới quê mới lên hả? Ở về quê mới lên cô tạm biệt liền. Đúng cô Tám vậy á. Trời đất ơi, nhà ba má con xinh, hai đứa đẹp quá trời luôn vậy đó. Nhà con có xe đó Tám. Trời làm quá vậy cô. Nói nghe nè, rồi dạ. Ba má con khỏe không? Dạ ba má con khỏe Tám. Ủa mà Tám biết ba má con hả? À chưa. À, hỏi cho có chuyện để hỏi đó mà. Dù sao mai mốt cũng là gia đình một nhà. Là gia đình. Dạ. Dễ thương quá à. Chào em yêu. Ủa, à, anh yêu. À đây. À, em gái của em ở dưới quê mới lên á. Anh xin giới thiệu với em. Anh là người yêu của chị hai em. À, em biết rồi. Em biết hả? Dạ, anh là Đức phải không? Chị hai em kể với anh hoài à. Anh vừa làm bác sĩ mà vừa mở quán cà phê nữa, anh giỏi thiệt luôn á. Cái gì Đức? Ủa, hả? Em nói gì sao? Cái gì? Con nói lại coi. Ai tin Đức rồi ai mở quán cà phê rồi? Ê Phượng, hả? Sao vậy Phượng? Con nói cái gì mà cô Tám muốn xây xẩm mặt mày? Em con nói lại cho Tám nghe. Ai Đức nói lại. Lại đưa Phượng lên nhà mày lên. Lại lên. Đau bụng quá. Thằng Đức nào? Tám. Nó mới nói cái gì thằng Đức? Hiểu lầm. Bầu của con Phượng là thằng Đức hả? Không phải là con, là con nè. Tám hiểu lầm rồi Tám. Trời Đức. Đi tin Tám. Tám xỉu Tám. Tôi xỉu chứ sao trời. Trời ơi. Chị cái gì mà chị? Vừa mới lên Sài Gòn là có chuyện liền à. Ngồi.
Vậy là sao? Sao chăng gì hả? Cái vụ đó anh Đức với anh Long... Thì tất nhiên á, anh Đức là người yêu của chị. Chị với anh Đức ở chung mà. Vậy sao anh Long anh nói anh là người yêu của chị? Cái thằng cha Long nó không bao giờ là người yêu của chị được hết á. Nhưng mà nè, nghe sao? Hỏi nè. Tại sao ở nhà không ở? Xách đồ đi lên trên này làm gì hả? Ở đây, rồi ngày mai xách đồ đi về liền. Ta cho đi thôi, về liền. Chị hai em lỡ lên rồi. Không có nói nhiều nữa. Chị hai làm gì vậy? À, có phải nhà vé xe Đồng Tháp không ạ? Hai. Chị hai hả mà cho em về á, em mét ba má ở trên này chị hai lăng nhăng hai ba thằng bắt cá hai tay ha. Giờ sao? Thì ở đây chơi một ngày mai nữa thôi nha. Một ngày mai thôi đó. Rồi phải đi về liền nghe không? Ở đây chơi đi rồi chị hai kêu anh Đức chở lòng vòng chơi. Em không thích đi lòng vòng. Chứ muốn đi đâu? Đi Đầm Sen ha. Hỏi số tiền đẹp hơn ha. Chị hai nghĩ sao vợ em 18 tuổi rồi nha. Người lớn rồi nha. Ai đi mấy chỗ nhà quê đó. Nhà quê mới đi. Để mai em tự đi. Mai em tự đi chơi. Được rồi. Cho em cái mật khẩu đi. Em xin hình. Mà chị nói rồi đó. Chị với ông Long không có cái gì đâu. Mà là sao? Sao anh nói vậy chị? Thì tại vì hả, ổng bóng mà. Cho nên là ổng muốn mượn chị làm bạn gái cho nhanh nghỉ vậy thôi à. Ủa, không có vụ đó nữa hả? Thì tao mới nói là ở trên cái Sài Gòn này nó phức tạp lắm. Mày xách đồ mày đi về đi. Ở trên này là rắc rối nữa. Em không có thích. Chị rắc rối quá à. Ai mà rắc rối như chị hai được. Tắm tắm tắm. Còn pha ly nước cam thơm ngon bầu dưỡng cho Tam uống đẹp da nè. Tôi không muốn. Sao suốt ngày Tam cứ buồn rồi ủ rũ giận hờn con hoài vậy? Làm trời buồn theo luôn kìa. Người buồn á thì cảnh có vui đâu bao giờ. Như thế thì trong cái quán của mình không có khách. Rồi Tam không kiếm được tiền sao? Tam vui vẻ lên. Kệ tôi không thích vui sao? Sao tự nhiên bắt tôi vui? Tôi bực bội mà tôi vui gì? Cái chuyện đó con đã giải thích với Tam nhiều lần rồi mà. Con là nói chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm gì? Tôi không thích nghe nữa, tôi không thích nghe giải thích của mấy người nữa. Đừng có nói gì nữa hết đó. Thì Tám nghe con nói đi. Thì Tám cũng thấy đó. Con nè, không có gì, không có sự nghiệp rõ ràng, không có gì trong tay hết. Nhiều khi con phải xè tay ra thì con xin tiền Tám đúng không? Trong khi con không có tiền. Cho nên là Phượng mới lo gia đình, Phượng ở dưới quê lo. Cho nên là mới nói là quen bác sĩ Đức. Quen ai quen, kệ mấy người chứ. Giải thích với tôi làm gì? Tôi không muốn nghe. Thì... tôi không muốn uống. Tám phải tin con chứ con nói hoài. Tôi làm gì phải tin mấy người? Thì do Tám là cô của con. Cho nên Tám phải... Mấy người đừng có gạt tôi nữa. Tôi dễ gạt quá mà. Tôi già, mấy người muốn nói gì mấy người nói phải không? Không. Sao? Tám già đâu, Tám già. Nay Tám nối tóc nhìn Tám vừa trẻ vừa đẹp nè. Nếu mà Tám cứ nhăn nhăn đó chân chim nè. Mất công là Tám phải đi hệt thẩm mỹ nữa. Cho nên mặt phải tươi cười lên. Ủa có chân chim hả? Đúng rồi. Mà già phải không? Đúng rồi. Mà già cũng kệ tôi. Tôi nối tóc kệ tôi. Làm gì kệ tôi, mắc mới gì tới mấy người. Thôi con yêu Tám nhất trên đời á, Tám uống thôi đi. Thôi đừng có nịnh nữa. Bây giờ tôi không cần nghe lời mấy người nói gì hết trơn đó. Mấy người đừng có giả lả với tôi mà kêu tôi uống nước. Không bao giờ tôi uống đâu. Tám. Đừng nói gì nữa. Trai quá à. Mày trai quá trời. Hot girl xài hàng hiệu mấy trăm triệu. Trời ơi, một cái váy 100 triệu á. Hot girl đi xe 10 tỷ. Trời. Ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy. Hello em gái. Em gái. Chị hai em đâu rồi? Chị hai em đi tắm rồi. Ồ, em vô kêu chị hai ra giùm anh đi. Anh có chuyện cần bàn bạc với chị hai em. Đi. Chị hai kìa. Cô, lại đây. Tôi có chuyện này cần nhờ cô nè. Dạo này bận lắm. Không có rảnh đâu mà nhờ dữ vả. Trời đất ơi. Bạn bè á, cần giúp đỡ. Tôi nhờ. Nhờ gì? Nè, tôi nói cô nghe nè. Tối nay á, cô nấu cơm á. Rồi tôi sẽ mời cô Tám lên ăn cơm với hai chị em cô. Tại sao? Thì cô giúp tôi đi, rồi lần sau có chuyện gì tôi sẽ giúp lại cho cô.
Ủa yeah. mà tự nhiên tại sao bác tôi đi chợ nấu cơm? Tại sao cô hỏi nhỏ này nè? Cái gì? Em có làm gì đâu. Tự nhiên hỏi nhỏ này nói hả? Cô giống Đức quen nhau, làm cô Tám nghi ngờ. Do anh chị lăng nhăng chứ bộ em có biết gì đâu. Đó, cô thấy chưa? Thấy cái tội lỗi gây ra chưa? Bây giờ tôi phải gánh chịu nè, cho nên giờ cô phải giúp đỡ tôi đi chứ. Nha, tối nay đi chợ đi. Đưa tiền. Nay làm xô có 500 ngàn à. Tự nhiên trên trời rơi xuống tốn 200 ngàn đưa cô vậy đó. Ủa chứ không lẽ bắt tôi bỏ tiền ra hả? Cho tiền đây coi. Nè, đi chợ đi. Mệt rồi. Ê, đi chợ đi, đâu vậy? Vô thay đồ. Trời ơi, nghĩ sao đi chợ thay đồ, cô trai trong chợ hả? Ủa, phụ nè, ở đâu cũng phải đẹp chứ, mắc cười à. Điều quá. Em, vô nấu cơm, nấu cơm giùm anh đi. Anh đi show đúng không? Anh đi show gì vậy? Anh đi show tại vì anh là makeup chuyên nghiệp. Anh makeup cho bà diễn viên nổi tiếng á, biết bà không? Ai vậy anh? Diệt Trinh. Trời ơi, chị Diệt Trinh á hả? Ừ. Em thích chị Diệt Trinh lắm. Diệt Trinh nổi tiếng lắm luôn á. Em cũng muốn được nổi tiếng giống như chị Diệt Trinh á. Em đi rồi. Em nói anh nghe lại coi. Em muốn làm diễn viên hả? Dạ. Em xoay vòng anh coi. Xoay vòng. Được anh. Duyệt. Em được tìm anh. Đúng địa chỉ đáng tin cậy rồi đó. Ở đâu anh? Anh là một người quen rất là nhiều đạo diễn nha. Thiệt hả anh? Phó đạo diễn thì nhiều vô kể. Còn nữa, anh nói em nghe nè, mấy trợ lý mà gọi diễn viên á, anh búng tay một cái thôi cũng nạp cho anh liền. Đúng rồi, thầy bói nói năm nay em gặp được quý nhân. Vậy là anh đó hả? Tất nhiên rồi. Mừng quá à. Trên trời xuống dưới đất nè, gặp bà Tám chung quán là biết tất nè. Ai thương ai thường hay khóc nhè. Tập hợp tại quán cà phê ngồi Tám nhé. Trong một chung cư cấp 3, tôi tàn nằm bên cạnh khu chung cư Nguyễn Nga. Ai dọn tới, ai dọn đi, ai đi đâu, ai làm gì, hỏi bà Tám là biết hết. Như đã ghi trong nhật ký, chuyện gì vậy. Bình tay lại đừng nghe điều tầm bậy thị phi. Các kiểu dối trá đôi điều, hãy tự tin rằng em rất đáng yêu. Tin vào tình yêu sẽ có người đang xa đang hệ. Dù vấp ngã hãy đứng lên và nói I'm okay. Đừng bỏ cuộc vậy như thế, chỉ vì miệng lên trần thế. Hãy cứ sống và nuôi đam mê sẽ có ngày vinh quang trên đường về. Nè, biết